thì em nghĩ là chắc cả mọi người cũng sẽ rất là mong muốn cho em sẽ chia sẻ với mọi người về hai bộ trang phục mà mọi người đang rất là mong đợi để biết, đó chính là trang phục dạ hội và cũng như là trang phục National Custom. Thì về bộ trang phục dạ hội thì em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người anh trai rất là thân thương của mình, anh Lê Thanh Hòa. Người anh đã truyền cho em được rất là nhiều cái may mắn trong chặng hành trình của mình, và trong cái lần đến với Hoa hậu xứ quốc gia lần này thì em cũng đồng hành cùng anh. Ngày hôm nay rất tiếc là anh Lê Thanh Hòa có việc cá nhân nên không thể đến được. Nhưng mà em tin là với tất cả những gì mà hai anh em làm việc cùng nhau thì chúng ta sẽ may mắn một lần nữa. Và về trang phục dân tộc thì một người anh đã đồng hành cùng với rất nhiều những hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam, anh Lê Đông Dũng, và đặc biệt là cũng đã từng chiến thắng một cuộc thi National Custom năm của chị Khả Trang. Và ngày hôm nay thì có mặt anh Lê Đông Dũng ở đây thì em rất là mong muốn được mời anh lên sân khấu để nghe anh chia sẻ về bộ trang phục dân tộc sắp tới. Mọi người thực sự đang rất là nóng lòng chờ đợi, đúng không? Dũng có thể nói là trong tất cả cuộc thi thì cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia là có duy nhất Dũng nhiều nhất. Mà đến đây là đã là lần thứ 3 cũng làm cho đại diện Việt Nam đi thi trên đấu trường quốc tế này. Thì giống như Nguyên Khang nói, thật sự rất áp lực. Tại vì mình đã có giải Best National Custom vào năm 2016. Sau 7 năm quay lại thì có rất nhiều cái sự thay đổi về tiêu chí cũng như là về hình thức thể hiện, không còn giống như 6 năm về trước nữa. Và giới chúng ta thấy được rằng cái phần thi National Custom trong những năm gần đây của Việt Nam chúng ta phát triển rất mạnh. Và Dũng đứng tại đây, Dũng vẫn rất tự hào khi nói rằng trang phục dân tộc Việt Nam chúng ta rất đẹp. Và đối với lại trang phục lần này của Kim Duyên, Dũng xin bật mí một chút, một trong những hình ảnh mà Dũng gửi gắm đến chính là con thuyền. Con nhà thuyền? Vâng, vâng. Nhà con thuyền thì em có gợi nhớ gì không em? Dạ có, vì em là người con miền Tây nên là mỗi lần nhắc đến thì mình cũng nhớ sông nước. Và em nghĩ là em rất là tin vào những cái gì trực giác của anh cũng như là con mắt đẹp của anh. Vâng, hình ảnh con thuyền không chỉ gắn bó với lại hình ảnh của quê hương đất nước của Kim Duyên, thì bên cạnh đó hình ảnh con thuyền luôn gắn bó với người Việt Nam chúng ta, không chỉ là cha ông chúng ta đã dùng thuyền để mà chiến đấu sinh sống mà còn để mở mang bờ cõi và tiến ra để khám phá thế giới nữa. Cho nên hình ảnh con thuyền đối với văn hóa Việt Nam và đối với Dũng đó là một hình ảnh rất tượng trưng. Và khi chúng ta cùng chung một thuyền thì sự đoàn kết của mọi người lại càng gắn bó nhau nhiều hơn nữa. Và qua bộ trang phục này, Dũng muốn xin gửi gắm lại tất cả những người Việt Nam chúng ta đã gửi gắm những ước mơ, những hoài bão để mà chúng ta vươn ra biển lớn, chúng ta cùng nhau đoàn kết và đi chung một con thuyền để tiến đến những mục đích cao cả hơn. Đó là một trong những hình ảnh đợt này của National Custom của Kim Duyên. Xin được cảm ơn nhà thiết kế.